trang hết thật tập ngắn chưa xong được cần thiết. Cứ bảo là nấu cháo thì khó đấy, nguyên liệu nó là bao nhiêu chị nhỉ? Bao nhiêu là gia vị, bao nhiêu là nguyên liệu ngon chứ em đâu còn nấu cửa nấu cho con mình ăn thì ta phải nấu mua thơm không? Từ từ nhá, bây giờ nhá, theo em là khi mà khách ăn nhá, đang ăn cái chừng thì cháo nó vỡ nước này nó thích không? À, bây giờ có một cái nguyên liệu đây là chấm với cháo, cứ khó nước nước thì cho 30g 1g hòa nước lại.